Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, thiên tai và tác động kinh tế thế giới, song với sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, quyết liệt của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, các cấp, ngành địa phương của thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, phát huy nội lực, Đà Nẵng đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng GDP. Đây sẽ là cơ sở, động lực để Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng và phát triển kinh tế trong năm 2023. Trong đó, khu vực dịch vụ đóng vai trò trụ đỡ chính cho tăng trưởng với mức tăng cả năm ước đạt 17,85%. Ngành du lịch cũng phục hồi mạnh mẽ và ấn tượng. Số lượng khách lưu trú năm 2022 tăng gấp 3,1 lần so với năm 2021, doanh thu lưu trú lữ hành tăng hơn 3,5 lần so với năm 2021. Đà Nẵng khẳng định thương hiệu, thành phố sự kiện qua việc đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, lễ hội và được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022. Với sự đầu tư và đồng hành của các doanh nghiệp du lịch cũng như các tập đoàn lớn trên địa bàn thành phố và hoạt động du lịch thì nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng và thiết thực đóng góp làm tăng trưởng nền kinh tế thành phố và tăng trưởng khôi phục thực sự có hoạt động du lịch trên địa bàn. Lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin cũng phục hồi và khởi sắc. Năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp Đà Nẵng vẫn đạt mức tăng trưởng 9,05%, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước tăng 7,8%, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp cả nước tăng 7,69%, thì tại Đà Nẵng con số này là 8,9%, xuất khẩu hàng hóa cả nước tăng 10,6%, Đà Nẵng tăng 16,2%, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa giai đoạn 2018-2022 liên tục xuất siêu từ 232 triệu đô la Mỹ năm 2018 lên gần 581 triệu đô la Mỹ năm 2022. Nhiều dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng, đặc biệt thành phố đã khởi công dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung với tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng, là bước đi cụ thể, rất thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tại nghị quyết 43 của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc triển khai dự án không chỉ là mong muốn của lãnh đạo thành phố mà cả toàn thể nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi đề nghị ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đơn vị được giao làm chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành dự án đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật cùng với các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc những nội dung các bên đã cam kết tăng cường ứng dụng công nghệ, các giải pháp kỹ thuật hiện đại, cải tiến phương thức thi công để nhanh tiến độ triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn lao động, tuân thủ các giải pháp bảo vệ môi trường, phấn đấu hoàn thành các hạng mục sớm hơn tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng công trình. Với sự lãnh đạo điều hành linh hoạt và quyết liệt của Đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022 đạt hơn 24.132 tỷ đồng, vượt gần 23% dự toán, trong đó thu nội địa đạt gần 18.820 tỷ đồng, vượt 24,6% dự toán cùng với sự phục hồi nhanh về kinh tế, Đà Nẵng đã đoạt nhiều giải thưởng trong năm 2022, như giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 3 năm liên tiếp 2020 đến năm 2022, lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam, đứng thứ tư về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, đứng thứ ba về chỉ số cải cách hành chính PAR Index, thuộc nhóm trung bình cao về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng. Đây sẽ là cơ sở động lực để Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng và phát triển kinh tế trong năm 2023. với cái đà phục hồi kinh tế của cả nước cũng như của thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi hy vọng trong năm 2023 thì thành phố Đà Nẵng sẽ thu hút được nhiều cái dự án đầu tư lớn để mà góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển kinh tế một cách ổn định và bền vững trong thời gian đến, bên cạnh tiếp tục đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng cũng như mong muốn thành phố tiếp tục giải quyết những khó khăn vướng mắt. Để mà thúc đẩy sản xuất thì Đà Nẵng phải mở thêm các khu công nghiệp. Hiện nay chính sách có rồi mấy năm rồi nhưng mà vẫn chưa có một chủ đầu tư nào hình thành hết. Chúng tôi mong muốn rằng là lãnh đạo cấp cao nhất của thành phố là quan tâm để mà thúc đẩy các khu công nghiệp có chủ đầu tư đi vào vận hành thì lúc đó các nhà đầu tư người ta mới tìm đến năm 2023, thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề nằm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, với nhiều quyết tâm cao và kỳ vọng. Đà Nẵng mong các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng lựa chọn Đà Nẵng là nơi đất lành chim đầu. Bằng trí tuệ và tài lực của mình, chung tay cùng chính quyền và nhân dân thành phố, hiện thực hóa ước mơ và khát vọng xây dựng một Đà Nẵng xinh đẹp, an bình và phồn vinh.